Nạn đói content 2023 rồi mày ơi, đói quá trời đói rồi. Ô, game này giống cái game Backrooms gì bữa anh em mình còn đang lỡ dở bên Steam này. Đúng rồi. Bỏ luôn trời, dở chuyện bỏ luôn rồi. Ổn quá cứ. Ờ đây cho nào ổn định rồi, không biết game nó cũng được, không sao đâu. Bấm play nữa đúng không? Bấm play để vô nữa đúng không? Đúng rồi, nhắn Star Game. Ồ quên. Mày biết cái việc chính trong game này mình cần làm không? Không. Tại vì cái game Backrooms này nó sẽ có rất là nhiều level. Và cái mà mình nhắm đến là thực thể trong từng cái level đó. Chắc chắn là sẽ có level có thực thể và sẽ có level không có thực thể. À, nó tự hiểu kia cái gì? Ừ, cũng đại loại là vậy. Tại vì game này level, nó nhiều level lắm. Nó tầm mười mấy đến hai mấy cái level luôn á, có khi là 30. Đó, cái đó là tao phân tích sơ cho biết việc chính của mình cần làm trong video này. Nói chung là cuối cùng là cũng phải phá đảo con game này thôi. Tao thấy mày nè. Đúng không? Mày đúng không? À, tao là tao. Con game này giống biết sao nhờ. Rồi cứ thoải mái thôi. Cái này giờ mình tìm lối thoát không tao? Không biết có con nào trong đây không? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ tìm lối thoát. Đây là level 0. Cái bảng này nè. Under construction. Từ từ, khoan đi. Để tao 10 giây. Cái bảng này là tượng trưng cho là đang được xây dựng. Đó, có thể thấy đó, đang được xây dựng đó. Hai chữ. Cái chữ under là tụi nó là ở dưới. Rồi cái gì nè, có gì nè. Xin. Vô luôn. Từ từ đóng cửa cái. Cái áo này mình mặc đúng vậy, với cái áo này nhìn chuyên nghiệp vãi. Sao tao mày skin mặc định vậy? Mình vô đây mình làm gì? Vô đây mình nghiên cứu. Trong này quá trời màn hình nè, mà có 4 cái cam hoạt động rồi là chứng tỏ mấy cái cam gọi lại bị phá hết rồi. Ý, mày nhắn vô tụi này mày được tương tác gì nè. Đâu? 3 chấm. Từ từ để nó nói hết. I don't get bad enough. Thôi, đi tiếp mày ơi. Tao cũng chữ nhỏ quá nhìn rồi. I'm blind, Carl, not stupid. Có lẽ đây là cái khu mà mình cần phải tránh xa đó. Nhưng mà nãy đói content rồi, cứ đi thôi mày ơi. Đói content rồi, đi luôn. Party mát 10. Yo. Đây là level 1. Level 1 này là một cái hầm xe khá là ướt ác. Cái hầm chút ác kìa. Không, tao nghĩ nó không chút ác đâu, nó bự lắm đấy. Backroom mà mày. Backroom mà hình như đa số level nào cũng gọi là tầm thế giới hết đấy, là bự vậy. Ủa? Bây giờ quá khứ rồi hả? Ờ, như là kiếm gì đó. Level đầu với level này nãy giờ chưa thấy con nào. Ê. Có tiếng, từ từ. Tao nghĩ nó bên này. Đây, nói bên ơi, cần cảnh đi. Đây, đi chậm lắm. Con này thôi đi. Thằng bởi kênh nó chạy kìa. Thằng bởi kênh nó chạy mắc cười. Ôi từ từ hết stamina. Nó qua đây được không? Nó qua không được. Từ từ khoan vội, đừng vội. Nó đang kẹt. À, cái đầu nó bị vướng ở trên cái thanh kia. Đây, content nó húp đi, húp. Được. Thôi đừng lao vô. Tại nó là gì hấp chứ. Đi tiếp luôn. Yeah. Có lẽ video này là một cái content mà ở trong nó sẽ có rất là nhiều cái content. Kế hoạch trong kế hoạch hả? Ở như bên kia nó hơi mờ đúng không? Đúng rồi, kế hoạch trong kế hoạch. Ở bên kia nó hơi mờ. Mày có bị mấy cái nhiễu nhiễu trên màn hình không? Có. Ê, cửa A, cửa B mày ơi. Chọn cửa nào? Quyết định. Ơ? Gì? Tao đi bên trái cái nó đi luôn rồi. Thôi, đi tao vô bên trái luôn. Ủa gì đi? Nó... Trời ơi, chút cay dữ vậy trời. If you die in the backroom. Nhắn chữ K. Ồ, đâu ra có chữ K vậy? Sao biết vụ K hay vậy? Hồi nãy nó hiện góc trái bên dưới. À, giờ đi đường này rồi. Trời ơi, game nhìn tươi tắn hơn. Chứ hồi nãy cái đồ cái mà nhiễu nhiễu nhìn như cứt. Giờ đi kiếm lại cái chỗ cái phòng nãy á. À, nó có diện đây nè mình. Đâu? Hả? What is this? Hồ bơi. To the pool. Đi bơi bên ơi, bơi bên ơi. Bơi. Bơi. Bơi, đâu rồi, để tao coi rồi. Bơi đủ rồi, đi nè. Thôi mày chỉ đỡ ca chứ không nãy giờ chắc tao đau mắt chết. Đây giờ tao nhìn tao muốn ngủ luôn. Như vậy có phải tốt hơn không? Cái gì đấy? Cái gì vậy?
vô luôn, tao nghĩ là qua level khác đấy. Tuyệt vời đó. Ủa ngộ ha, cái level 0 này á, nó kiểu giống như là nó sẽ có rất là nhiều đường để dẫn đến từng cái level khác nhau ấy. Đúng rồi. Đúng cái tao đang nghĩ luôn. Ủa này lại level 0 nè. Level trừ 0, nhìn vô đây mày chóng mặt lắm nè mình. Rồi tao mới ăn đường xong. Nhìn lú luôn á, ca hết từ rồi. Ủa? Vậy là cái này là bắt buộc là phải chơi về đó. Bắt buộc phải chơi trong cái nhiễu nhiễu này. Ê, nó kêu là đừng chạm vào bất cứ gì rồi. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Ok, mình cứ đi thôi, mình đừng chạm vào cái gì hết. Ê. Tôi nghĩ là chạm vô bị cái gì á. Mở chạm, mình chạm vô đi. Đây, tao chạm vô nè. Nó bị nhiễu nhiễu. Ê, mất máu á mà đây. Tao còn có cái đội tinh táo, tao còn có 48 mà. Tao còn 52. Ở cái level này cái độ tinh táo mình sẽ giảm ấy, cho nên là speedrun trong level này luôn, không khám phá được, speedrun luôn, càng nhanh càng tốt. Tao không có muốn quay về level 0 đâu. Nó dị lắm. Chết rồi, tự nhiên tao mày lỡ chạm vô tường rồi, giờ độ tinh táo còn chút xíu rồi. Ê, mày đâu rồi Bình? Tao còn có 10. Rồi, tao lật rồi. Bây giờ đây an toàn không? You guess you exit, bạn buộc phải bắt buộc phải bị hot. Bắt buộc phải kích ra, tới kích ra khỏi level luôn rồi. Kích ra khỏi game luôn. Trời ơi là trời, tranh thủ. Ý, như là mình té này là cũng được tính là một level đó. Từ từ, khoan đi vội, từ từ để tao kiểm chứng cái. Muốn té không? Nếu mà té là... Tại vì đi vô cái cửa rất là đúng á. Còn té xuống đây thì... Thôi té không? Té đi. Té mình. Ok, té ở đây nè. Dạo này cậu Bình biến mất khá lâu nhờ. Giờ này là cậu Bình hơi già rồi. Dạo này kiểu cực lực quá mà tàn luôn, tao cũng tàn luôn. Level gì đây? Tao không biết ý nghĩa của cái level này và tao thấy bên đây nó rất là tối. Sang đây. Ừ. Thấy đắt rồi. K bấm K được nha, bấm K được. Level này cho bấm K. Rồi. Gì trời. What is this level? Level gì? Trong ghế gì? Này. Đi thẳng hoặc quẹo trái, tao nghĩ là đi thẳng á, không có chỗ quẹo trái đâu. Ừ. Này nhìn giống level 0 nhờ. Đúng rồi. Sau lưng mình đây. Trời ơi. Ý, phải. Nhanh. Trời ơi. Đù, bay hẳn level 3 luôn. Thoát tim pha vừa rồi. Mày quay lại mà nhìn nó mới hay chứ. Cá được không? Cá được cho mình, cá được. Gì vậy? Cái tiếng gì? Con gì nó mới la? Electrical Station, đây là khu điện. Ê, sắp bên có cái chỗ đi á nè. Khoan từ từ. Trước khi đi, sang đây với tao cái. Trong level này có một cái con nhìn quen lắm. Nhìn giống như cái con ở bên level 0 á. Bên cái game Aveforobia. Để nó coi coi. Từ đảo vòng đi. Tao sợ là vô cái hang máy đó mình bị vô cái level âm ấy. Level âm là chắc chắn là hai hàng đuối lắm. Chịu không nói cái áp lực ở chổng đâu. Đường này chấm hỏi. Bị lừa đấy. Quay về đây nè. Ú lừa. Mày mở cửa mày không vô mày. Ủa tao tưởng là một cửa bóng được. Này có hai anh ba kình nè. Ủa làm sao nó mở cửa vậy? Tao không biết nữa. This level does not work on mobile. À level này, những ai mà chơi mobile là sẽ không chơi được level này. Xui cho mấy người chơi điện thoại ha. Ừ. Level này tao không nhất thiết phải xài đèn pin đâu. Đúng rồi, nó sáng sẵn mà. Con chó. Qua đây, vô đây tao. Vô đây. Đúng. An toàn thôi này. Con chó này nhìn quen tao. Ơi. Đóng lại. Giờ mà chọn cho em nào? Tao chọn áo xanh. Áo xanh nhìn có vẻ hơi chảnh. Tôi cảm thấy mệt. Tôi nói là ở trong căn phòng này là tốt nhất đối với tụi nó rồi. Tụi nó sẽ không kiểu dám đi ra ngoài và tìm lối thoát ấy. No. Nếu mà chịu bỏ thời gian để ở đây á, thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu mà mình ở đây quá lâu á, thì mọi thứ nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng nó nghĩ rằng đây có lẽ là nơi tốt nhất để ở lại rồi. Ủa? Đâu? Ồ thôi kệ đi. Tao đang
Ê, chạy. Cái đợi. Hết hồn, cái núp gì đấy? núp 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 bấm một lần mình ơi, thằng nào nó ơi mày leo lên cái này rồi. Gì? Ủa quay về level không quá. Tao đang gặp một đứa đang cố gắng cosplay thằng thực thể trong bedroom này. Tao, tao vô liền. Tự nhiên cái đùng cái tao quay về level không luôn vậy. Trời đất ơi là trời, chọn đi mày sẽ thấy có một thằng nhìn tiểu lắm, bự lắm. À tao vô nè, thằng ngày khứa nữa không? Thằng nãy tao nói thằng mình nó đang cố gắng cosplay thành thực thể trong bedroom ấy. Mày nhìn tụt Đi đứng 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 góc làm cái gì? game rén cực. Không, tao không có rén game này mà tại vì tao hơi bị khó chịu cái vụ mà tự nhiên trả tao về level không ấy, rồi phải đi lại từ đầu ấy, Ừ, chua mất thời gian. hơi áp lực. Thang máy đúng không? Máy luôn đi, bên kia nó đâu có gì đâu. Tao sợ tao mới vô level âm ấy. Ồ vô luôn rồi Vô hả? đi. Ồ tao vô rồi, nó vô rồi, vô rồi. Tao nè, tới rồi nè. Ồ level này sáng nhờ. Tao không 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 thấy mày trong server. Chết rồi, tao mới lại server rồi. Chán thiệt chứ. Mở cái server này coi có mọi cái level 4 này có không có gì chứ. Vậy thôi Mày đi chỉ có đến đi, vậy ta đi đến một cái cửa nào đi. sát bên luôn á. Có luôn hả? Có thì đi hẳn rồi đi, có gặp nhỏ nào là thấy được cửa. Ông server có tao với thằng thằng nào thôi à. Mày hướng tao một cái, mày mày hướng tao cái đường đi để tao biết đường để tránh lạc server. À đây 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 đây, thấy rồi thấy rồi. Đi vô luôn Đó đúng không? thì đi vô đi, tại vì cái xe bò này tới hai cửa lần thôi, cứ vô cái cửa đi, cái cửa kia từ từ mình cánh phá sau. Ok. Nó qua level 5 phải không? Đúng rồi, level 5. Đây đây. À tao Hay quá, nên mình gặp lại rồi, level này quen à. Tao biết level này nè. Tao chơi game kinh dị, tao không có sợ game kinh dị mà tao sợ nhạc trong game nó bản quyền. đúng rồi. Thời luôn không dám để nhạc game luôn á, tao nói thiệt cái. Không dám để luôn á. Tại vì Gì ngoài ngoài cái nhạc game ra thì nó cũng không có gì khác hết. Ai vậy? không biết nữa. Cái câu cửa miệng mày ở bên, câu cửa miệng mày ở bên. Câu câu của Hello mày. game. Hello game. Tao nghĩ là vậy, tại vì đợt tao cũng gặp mấy đứa giống vậy mà nó có mít nữa. Rồi có cái ghế sofa này. Bên trái đi, bên trái đi, đi theo những cái đồ vật kỳ lạ. Ủa? Gì vậy? Tiếng cửa mở của ai vậy? Đây để nhạc game hả? Ừ, nghe tiếng cửa mở. Tao nghĩ là đường này. Đây 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 đây. Ô vô luôn rồi nè mày. Ủa? Còn nhạc không? Hết rồi. Tiếng âm mưu rồi. Cứ đi đi, cứ đi đi. Nhảy xuống luôn mình ơi, nhảy xuống luôn. Ở khu này sợ nha. Khu này tao hơi Rồi. rén. Tại vì thứ nhất là game này nó nhiều level ấy. Và trong trong số đó có mấy cái level. Qua đây mình ơi, mày đâu rồi, qua đây coi. Mày đâu rồi? Tao tao đợi vẫn đứng yên ở chỗ cũ mà. À Nè thấy nè không? nè nè. Ở đây có ba cái đốm sáng màu đỏ. Ơ màu cam, màu cam, lộn. Lựa, tao lựa mà. Tao lựa. Chỗ này là Ghé chỗ đúng gì không? nhờ? Nhà máy hạt nhân à? Ôi sao em này cứ đi heo nhờ? Sợ. Thôi dẫn đường cho người ta đi, dẫn đường cho người ta với mình. Ủa? Hả? Sao vậy? Ồ, cái này khác, cái này khác. Yên tâm, mình không quay về chỗ cũ đâu. Quay về chỗ cũ rồi đó. Thôi quay về luôn đi, mình đi đường mới. Tối quá ta. Tối thiệt. Ê, con ông đừng đừng đụng vô nha, đừng đụng vô bất kỳ con thực Ok, thể nào ok. nha. Nó chảy vào level không cái là trời nín luôn á. Mình đi xa tới đây rồi đó. Chết rồi Nhanh đi. anh em lạc rồi, anh em lạc À, rồi. Bên này, bên này. nó bay heo, nó vẫn vẫn quậy heo như cái này mà nãy mà ý. Dở 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 dở. Đờ heo. Tiếng tiếng gì đấy, tiếng gì đấy. Nó đơm chết thằng Bacon nữa. Cái này là mình đi qua gọi luôn rồi. Chết rồi, bây giờ có đường nào khả quan hơn không nhờ? Đi vô cái Được đường rồi này này. đi. Con mình ơi. Ừ. Rồi đơm chết nhỏ kia luôn rồi. Rồi thôi, tội gì tội quá. Ồ, tao cầu là càng sớm tìm đường ra càng tốt. Giờ tao mới biết cái giá trong cái game này. Chết một cái là trời ơi, đi về level không luôn, không checkpoint luôn. Ừ, con nhỏ thì cao lắm mà. Đừng này đi, nhưng quay về rồi. Gì mà cao quá vậy? Ê, cái tiếng nó, cái tiếng của nó. Rồi rồi thôi, đi 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 đi, 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 đi. Mồi nhử, mồi nhử. Mồi nhử thành công rồi đó.
Ê, đi xích vô đây, vô đây, vô đây. Ủa? Vô đây. Rồi, đi. Ủa? Chết rồi. Level có người hả? Ôi level này, ôi mày cầm đèn pin đó, mày cầm đèn pin mày chiếu trong level này á, tao mày cứ tương tế với nhau đi, chừng nào mà kiếm là lối thoát thì kêu. Ôi ơi, cái game này giống cái phong cách level này giống cái game gì hồi xưa ấy. Ờ, cái game gì nó lú lú á. Ờ. Ồ đã nha, tao thích nè, tao thích cái kiểu này nha. Nhìn hồi lé luôn. Nhìn kiểu nó đã mày. Nè, đó. Trời nhìn đẹp. Hơi lé thôi nhưng mà đẹp. Ừ. Vậy cái công dụng của cái đèn pin là mở đường cho mình đấy. Đúng nghĩa mở đường luôn ấy. Rồi có thực thể nào không mình không biết nha. Tôi nghĩ là có mà. Nghĩ là nó sẽ tàng hình mà chiếu cho nó mà. Ý. Cái gì cơ? Thiệt hả? Ê tao thấy được chỗ đi rồi. Tao vô luôn đi. Ơi có gì đợi tao. Ừ, tao qua level 7 đó. Nó hơi ban đầu nhìn đẹp á, nhìn hồi cái tao bị hơi hơi nhức mắt. Tao đi hồi cái tao đi vô một cái đường thẳng, xong cái có mấy cái đốm đỏ đỏ là chỗ exit đúng không? Được. Đúng rồi. Ok. Let's go. Level 7 ngập hả? Đúng rồi. Level 7 này là mày biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở đâu? Đang ở quê tao á. Nước lũ tràn bờ đê. Thôi đừng bơi mình ơi. Nhớ hãy trồi trên mặt nước. Ê, cái này là như level này đấu với con nào không ta? Mấy hòn đảo xa xa kìa. Lên thuyền cái. Có thuyền hả? Ờ đi rồi mình ơi. Lên. Ôi gì vậy? What the fuck? Lật thuyền từ từ. Là mày đi qua thuyền bên đây nè. Mày lái nha. Ờ tao lái nha. Từ từ. Nhưng ở tao lên. Được không? Tao còn chưa được, tao còn không ngồi được nữa. Ở hình như thuyền ngồi được có người à. Xuống đi. Tao mày đi hai thuyền đi. Tao nghĩ chắc ăn nó đi hai thuyền mà giờ hai thuyền lật rồi. Làm sao để lấy được thuyền? Từ từ để tao ráng tao nhìn xa xa coi có cái gì không. Ê, có cách nào mình? Mày cách mày gì? Bơi, mày dạy thuyền mày đưa đậu dưới vậy nè. Thiệt á hả? Nè. Ôi khó ngắm cảnh lắm mày ơi, tao muốn kiểu vừa đi vừa ngắm cảnh ấy chứ kiểu này mà bù lại cũng không thấy đường đi nữa. Ừ. Không bây giờ tao mày đặt. Bây giờ mày đặt ra một cái mục tiêu đi, chúng ta sẽ đi đến chỗ nào trên đại dương này. Mình check mấy căn nhà trước đi, mấy cái nào gần mình check trước đi, hồi khỏi các ông bỏ sót nữa. Vậy cái nhà đó nha, nhà đó đi. Nhà ok, này. Ok. Mày đi bơi mà mày lặn nhưng mà mày thấy cái mặt nước nó trống rỗng nhưng trống mà gán quá. Ừ rén chứ sao không. Cảm giác nó tâm lý lắm mày ơi. Cái đó rồi. Đây là chứng sợ biển không? Nó cũng đại loại là vậy luôn ấy. Cứ sợ có con gì khổng lồ ở dưới á. Ý có hằng có hiền à. Đâu. Qua lạc hiền đó. Nhanh lật đi bên ơi. Hay lắm. Đi bên kia. Đâu rồi. Đi qua bên nhà bên đây. Ok, qua liền. Anh đi lạc hiền. Giờ bên kia nó có gì đang trôi kìa. Từ từ. Tao đang bơi. Ấm lắm, nước biển ấm lắm. Trời sáng mà. Đi, trong đây. Vô nhà được nè. Vô đi mình. Có gì không? Không có gì hết. Ôi nhà này không có gì rồi. Leo lên mái nhà. Bất khả thi rồi, leo không tới. Ờ không tới thôi đi luôn. Tao nghĩ là đi đến đây nè. Cái hòn đảo bự bự á, hướng tao đang bơi tới nè, thấy không? Không, cái đó đâu phải hòn đảo đâu. Ủa đúng không vậy? Cái đó là cái hình. À cái background. Background của game. Ủa gì giờ phải đi đâu ta? Rối ta. Kìa. Còn có mấy cái nhà mình chưa kiếm kìa. Nè, còn có bên phía đây còn căn nè. Phía đây có căn nhà đó, nó chủ ngược luôn. Hướng nào mình? À hướng này nè. Ok, đang bơi qua. Bơi coi chừng hồi rớt xuống map ấy. Có thằng nào nó bơi xuống tôi nghĩ ở dưới đáy luôn rồi. Mày lặn với mày coi á mình. Nào. Kìa, mày lặn với mày nhìn hết kìa. Ờ, làm gì vậy? Làm gì trời? Làm gì trời? Chấp anh hỏi luôn á. Anh niên chắc cũng bố làm hơi lặng. Hình như là cái thằng mà nãy mày lật thuyền đó. Dặn mới tự sát à. Ừ cái nhà đừng vô nè. Sao vậy? Trời ơi nhà này lừa ơi.
từ đứng đứng trên đây. Ủa nhà này nó cho nổi mày ơi. Từ tao đứng trên này tao quan sát coi là giờ phải đi đâu. Còn căn nữa. Căn nào? Còn căn bên kia kìa. Căn đó đó hả? Kìa không, căn căn phía cuối. Ok, bơi qua luôn. Đi coi thằng lo nhoi nãy nó còn không? Không, biến mất rồi, nó rời khỏi tầm mắt rồi, biến mất khỏi tầm mắt tao luôn rồi. Có gì trên mái nhà vậy? Có, thằng cứ đứng giỡn nó. Ý gì vậy? Quải. Lên, nhìn ảo lắm. Đây, đang lên. Ơn này quen ta. Thanh niên bị lạc, đỡ bắt gom cái gì? Yugo. Thanh lạc Yugo. Mẹ nói chuyện nó coi nói gì? Nó là... gì? Không, vẫn không hiểu. Đây, để tôi bạn. Ý. Gì vậy? Chui vô cái nón vàng. Xếp bên, lẻ. Rồi. Ủa, vậy là tao mày lặn luôn á. Ừ. Lặn thiệt nè. Ôi trời ơi, đang ở đâu đây? Tao mày đang ở...